hệ thống, chia khách rõ ràng, rất là công bằng. Em làm việc tại Binel, em thích nhất là cái hệ thống chia khách rất công bằng và tiền cái hệ thống mà tiền tiếp rất rõ ràng và thời gian làm việc rất là thoải mái. Một điều em cũng rất là thích ở Binel mà mấy tiệm nail khác không có là tụi em khi tụi em làm việc có người dọn dẹp cho tụi em. Còn vấn đề app thì nói chung thì mình cũng rất là thích vì nó rất là tiện lợi. Nhiều khi mình đang bận, mình chỉ cần mình cầm điện thoại lên là mình đã biết khách mình tới hay chưa. Vấn đề đó thì chị rất là thích xài app. Là mình có thể quán xuyến được cái ngày và giờ khi mà mình đi làm. Mình có thể tự block ngày và giờ để mình đi công chuyện của mình cần thiết. Việc sử dụng app hoàn toàn không có khó khăn gì hết. Mà nó rất là tiện cho mình để mình theo dõi khách, theo dõi tiền. Và theo dõi cái người khách khi người ta check in vô là mình biết liền, dù mình ở đâu đó ở ngoài là mình biết mình có khách, mình sẽ chạy về, không cần phải ai gọi phone mình hết. Mình rất là thích cái việc này, rất là dễ dàng, không có khó khăn gì hết á. Mình có thể kiểm tra tất cả trên điện thoại mình, cái app đó mình có hết, kể cả tiền làm hay số lượng khách, hay là mình có thể tự book khách cho mình luôn. Mình biết được cái lượng khách ngày đó mình làm, và khi mình đang làm khách sau mình tới là điện thoại báo cho mình là mình biết khách mình tới, mình sẽ chuẩn bị rất là dễ dàng. Lúc đầu thì cũng hơi khó tại vì mình chưa quen, sau khi quen rồi mình thấy rất là dễ dàng, thoải mái lắm. Điều mà chị thích nhất làm Binel là vui vẻ, hòa đồng, thân thiện. Hơn nữa hệ thống chia khách thì chị rất là thích cái hệ thống đó, giống như là công bằng. Không, hiện tại thì app trong quá trình làm việc rất là dễ. Đối với một người rất là tệ về công nghệ thông tin như em, thì khi em lên trên app của Binel thì em thấy là rất là dễ sử dụng. Mình có thể tự mày mò, mình lên mình nhìn, khi mà mình hiểu được những chữ trên đó, mình lên mình nhìn nó rất là dễ. Thời gian đầu thì nó hơi bị chập chững một chút, nhưng mà khi có người hướng dẫn mình sử dụng app thì nó rất là dễ dàng để mình sử dụng. Việc mà sử dụng app trong điện thoại hoàn toàn không có khó khăn gì hết, mà nó còn giúp cho mình rất là tiện lợi. Mình rất thích là cái hệ thống chia khách ở đây rõ ràng, và mình biết được cái lượng khách ngày đó mình làm, và mình không cần đi sớm để dành thên, tại vì mình có sẵn trong điện thoại của mình rồi, cho nên mình biết cái số lượng khách của mình rồi. Mình rất là thích về cái vấn đề này. Giờ giấc làm việc rất là thoải mái. Khi mình có việc gì cần, mình có thể dùng điện thoại của mình để cắt giờ nếu cần. Môi trường làm việc thì nói chung là mình rất là thích, mà thợ trong tiệm thì rất là thân thiện, vui vẻ, mình không có bị áp lực. Còn vấn đề dọn dẹp thì mình làm xong mình chỉ khắt khe cái nhiệm vụ của mình thôi, còn nếu mà dọn dẹp thì còn có người dọn dẹp, có quầy cũng phụ mình ngâm tay hoặc này kia vậy đó. Ở Binel mình có app làm việc riêng của mỗi người. Trên app có rất là nhiều chức năng, mỗi chức năng đều rất là hiệu quả và rất là tốt. Thích cái hệ thống chia khách ở Binel và rất là công bằng. Môi trường làm việc của Binel thì rất là sạch sẽ, thoáng mát, và về con người thì vui vẻ, hòa đồng. Tiệm thì có quầy để thách khe, giúp đỡ cho thách khe cho khách, và có người dọn dẹp sẵn cho mình. Mình chỉ việc thách khe khách của mình, cái công việc của mình thôi. Sau giờ làm việc thì mình không có cần phải dọn dẹp, mình có thể về. Khách hẹn của mình có thể lên online book hẹn với mình một cách dễ dàng. Trong vấn đề mình làm việc mà mình có bận, mình không có rảnh thì quầy khách khe mình phụ mình, như là tiếp khách, dẫn khách vô rồi mở nước hoặc này kia vậy đó, là quầy khách khe cho mình hết. Vậy là vấn đề cái đó là mình không có cần phải lo. Là ở Binel mình không cần phải đi làm việc sớm để tranh tour đầu tiên,
hay là mình lên mình canh những người thợ với thợ có ảnh hưởng, có lấy khách của mình hay không. Thì ở Bnail mình có cái chức năng làm việc trên máy tính, thì khi người khách tới tiệm mình thì nó sẽ được máy tính sẽ tự chia khách cho mình làm, nên nó không ảnh hưởng gì tới việc mà mình phải giành giật khách khi mình phải làm ở Bnail. Trường làm việc thì rất là thoải mái và vui vẻ. Với mình chỉ có việc thắt khe cái người khách của mình hết ngày là xong thôi, mình đi về. Mình không còn phải lo những vấn đề về vệ sinh hay tất cả gì hết. Môi trường làm việc ở Bnail thì rất là thoải mái, vui vẻ và rất là hòa đồng. Mình có quầy tiếp khách cho mình, rồi mình có clean everything for me, cho mình hết. Mình không có cần phải sau giờ làm việc mình phải ở lại mình dọn dẹp, sau giờ làm việc là mình có thể đi về. Chị thích nhất là tại Bnail, làm gì tại Bnail là cách hệ thống chia khách rất là rõ ràng. Để mình theo dõi trên cái app điện thoại, mình dễ biết được khách của mình, dễ book được online, rất là dễ dàng. Giờ giấc thì mình tự do, mình thoải mái. Thí dụ mình bữa đó mình mất công chuyện gì thì mình có được quyền mình lóc sổ, mình cắt giờ, rồi hết công chuyện rồi mình đi tiếp. Đó là chị rất thích cái vấn đề tự giờ giấc. Trên app mình có thể thấy được lịch sử làm việc của mọi người khách. Khi người khách tới tiệm mình có thể nhìn thấy được lịch sử người đó làm việc với ai, ra sao, như thế nào. Về vấn đề tiền bạc thì rất là minh bạch, rõ ràng là mình theo dõi trên cái phone của mình, nên mình biết được ngày hôm đó mình làm bao nhiêu và tiền tiếp từ bao nhiêu, rất là rõ ràng. Còn vấn đề về tiền làm và tiền tiếp ở đây thì rất là minh bạch rõ ràng. Mình có quầy tính tiền cho mình và mình có thể kiểm tra cái tiền mình làm ngày hôm đó bao nhiêu và tiền tiếp mình bao nhiêu. Rất là dễ dàng và minh bạch. Môi trường làm việc vui vẻ, thoải mái, có quầy và có người dọn dẹp hỗ trợ sau khi làm việc. Còn về vấn đề môi trường làm việc thì mình rất thích làm ở Bnail, tại vì thợ trong tiệm Bnail rất là thân thiện, hòa đồng, vui vẻ. Mình không có bị áp lực về vấn đề đó. Còn vấn đề dọn dẹp thì có người phụ mình dọn dẹp hết. Mình chỉ việc là mình khắt khe khách của mình. Mình làm xong thì mình chỉ việc mình về thôi, chứ mình không có cần làm những cái việc dọn dẹp. Nhìn thấy được tiền làm và tiền tiếp của mỗi dịch vụ khi mình làm, và cuối ngày mình có thể nhìn thấy được tiền làm, tổng tiền làm và tổng tiền tiếp của mỗi ngày. Giờ giấc làm việc thì rất là thoải mái, mình có thể tự cắt giờ làm việc. Nếu mà mình cần đi đâu hoặc là mình có công việc thì mình tự cắt và giờ, mình không có cần phải thông qua bất cứ ai. Về cái giờ giấc làm việc thì rất là thoải mái, mình có thể tự chủ được cái thời gian làm việc của mình. Nếu mà mình có bận việc hay gì thì mình có thể tự cắt giờ. Mình có thể dùng cái điện thoại, app trên điện thoại của mình, mình tự cắt giờ và mình có thể đi trễ hoặc mình muốn về sớm thì mình có thể tự cắt giờ trên điện thoại của mình. Còn vấn đề tiền bạc thì rất là rõ ràng, minh bạch. Giống như mình có cái app thì tiền bạc lúc mà mình làm tới chiều thì mình được kiểm soát được cái tiền của mình hàng tuần, hoặc là tiền tiếp hay là tiền mình làm được bao nhiêu thì đâu đó nó rõ ràng minh bạch vô máy, mình rất là dễ kiểm soát. Ở Bnail có dịch vụ clean up dọn dẹp, mình không có cần phải clean up ở lại cuối giờ để clean up dọn dẹp này kia. Thì điều đó em rất là ưng ý khi ở Bnail.